Xin chào anh Huỳnh Trung Hậu và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Huỳnh Trung Hậu ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Có đặt hàng bên em một bộ sản phẩm bao gồm 2 mic màu tím hồng và một mạch led nháy theo nhạc V4. Ok, và bên em đã kiểm tra cái mạch led nháy theo nhạc V4 này rồi ạ, đặt dán tem. Ok, và bây giờ em sẽ test hàng cho anh một đôi mic màu tím hồng. Và khi các bạn đặt hàng sẽ có những sản phẩm như sau. Thứ nhất là một dây jack kết nối tín hiệu đơn 5 chân và một mạch thu dành cho 2 mic và 2 tay mic màu tím hồng. Và giá bán hiện tại bên em đang bán với giá là 545.000 cho một bộ này. Ok, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Và bây giờ em sẽ kết nối với mạch loa kéo để test hàng cho anh. Ok, và như vậy là hai màn hình led trên mic đã sáng. Và đồng nghĩa với đấy là hai màn hình led trên mic đã sáng. Em sẽ tắt một mic đi để test hàng cho anh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ok, và như vậy là một mic hoạt động rất tốt. Và tiếp theo em sẽ test mic 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ok, và như vậy là 2 mic đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Ok, và đây là ký hiệu trên sản phẩm của anh. Vâng, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.